Rồi, xin chào tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô cũng tiếp tục review cho anh em xem chiếc xe Rebel 150 nha. Dòng xe hai máy hai bô nha, có kính nước, quạt gió và cảm biến nhiệt luôn. Xe này là mới vừa về tại cửa hàng nha. Xe này là còn nguyên ring màu đỏ đen, nhìn rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em để ý nghe, nhìn rất là đẹp nha, kiểu dáng cũng rất là đẹp luôn. Xe này là máy chạy cực kỳ êm luôn, rất là nhẹ, anh em đi xa rất là tốt luôn. Con này nhìn rất là liền lạc nha, đồ đạc của nó nhìn rất là liền lạc luôn. Anh em để ý nha, đồ đạc của nó nhìn rất là liền lạc, rất là cứng cáp ha. Và em tiến lại gần quay cho anh em xem. Máy móc nó nguyên rinh nha, kiểu dáng cũng rất là đẹp luôn. Màu đỏ đen thì nó quá là đẹp rồi. Nhìn nè, lốp xi, nắp cốp xi thì rất là đẹp, rất là sáng nha. Máy nổ cực kỳ êm nha. Dòng bô này nó nổ có tiếng rất là ấm nha. Đó, anh em để ý nha, dòng bô này là cái tiếng nổ rất là ấm luôn. Mà nhìn khi mà anh em đi ngoài đường là hai cái lỗ tai nó nổ hai bô hai bên, nhìn nó nghe rất là hay. Đó. Anh em thấy không, màu đỏ đen nhìn rất là đẹp. 150 hiện tại bên em còn rất là nhiều nha, màu đen bên em cũng có nữa. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em ha, liên lạc cho em theo số điện thoại là 03 nha, 69 nha, 669 659. Hoặc anh em nào ghé tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá luôn nha. Nhìn nè, phục bánh vỏ là còn nhìn rất là cứng cáp luôn ha. Xe này với anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì nha. Vì xe này nó nguyên ring, nó rất là hoàn hảo. Xíu nữa em sẽ test tiếng máy nổ cho anh em nghe nha. Máy nổ rất là êm luôn. Đó, xe này thì anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, chứ anh em cũng không cần làm thêm cái gì, vì nó có hoàn hảo luôn. Đồ đạc nè, đèn đồ rất là sáng ha, kính hậu đồ đầy đủ. Cản này nhìn rất là khéo nha, xách ni dắt xe rất là đẹp. Nhiều anh em thích mấy cái cản đó nên thành ra em để cái cản đó luôn, em không có thay cản khác. Nhiều anh em cần vậy không.
Con này là đồ đạc rất là đẹp nha, nguyên vin hết á. Đồ đạc bình xăng nổ quá đẹp luôn, hai bình xăng nha, hai máy hai bình xăng, xăng nổ rất là đều luôn, quật gió nè, mới chốt luôn. Dòng xe này hai bô hai máy nha anh em, hai máy hai bô, có đầu lồng hơi luôn, ống hơi nè, đầu lồng hơi luôn. 150 thì anh em sử dụng rất là tốt luôn, nó thấp chứ không có cao nha. Mấy dòng này thì 1m50 anh em vẫn đi ok, vẫn giống chân bác nha, vì xe này thấp chứ không có lớn đó, nên anh em sử dụng rất là tốt. Mấy dòng xe này hai máy nhờ cực kỳ lợi xăng nha, xăng của nó thì anh em chạy tầm 38 cho đến 40 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng luôn, cực kỳ lợi xăng. Vì bên em bán ra với dòng xe này rất là nhiều, nhiều anh em cũng tham khảo cho anh, hỏi anh em kêu rất là lợi xăng nha. Mấy dòng xe này anh em đi đường xa rất là tốt luôn, như cũng em đã giới thiệu rất là nhiều rồi, đi đường xa rất là đàm nha, mà cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó rất là đàm, đàm xe luôn, không có sàn lát, không có rung gì hết trơn, rất là êm. Bô thì nổ cực kỳ hay rồi, cái này em không có giới thiệu nhiều vì hai máy hai bô thì nó nổ hay rồi. Con này thì quá hoàn hảo luôn, quá đẹp. Tư thế bi đông cao nha, tư thế ngồi rất là thoải mái luôn, rất là thoải mái, không có mỏi lưng, anh em đi xa cũng rất là tốt luôn, rất thích hợp cho anh em đi phượt rồi, rất là tốt, không có mỏi lưng nha. Mấy dòng xe này tư thế ngồi á, anh em nhìn nè, vỏ trước của nó là 90-90-18 nha, vỏ trước của nó là 90-90-18 nên nó không có cao lắm đâu, 90-90-18 nên vỏ trước nó không có cao, nên anh em đi xa rất là tốt, đi chống chân rất là khỏe luôn. Hệ thống máy của nó nè, đầu lồng dung nha, đầu lồng dung, đầu lồng hơi luôn, có kết nước quạt gió và cộng bi nhiệt luôn, anh em cho anh em đi xa luôn. Nè, bật lên, quật quật đậm nha, chạy rất là êm. Mấy dòng rebel này thì rất là giá tiền cũng rất là thích hợp cho anh em luôn, cho anh em mới chơi, giá chỉ có 41.500 thôi. Đó, giá cực kỳ dễ thương cho anh em luôn. Và bên cửa hàng có chương trình, đang có chương trình khuyến mãi cho anh em luôn, giảm mỗi chiếc 1 triệu cho anh em luôn đó. Nên anh em nào mua thì nhanh tay, là chương trình này không có lâu đâu nha đó, chương trình này không có lâu đâu, chương trình này chỉ áp dụng cho những anh em nào thay thường xuyên kênh, theo dõi bên kênh Tuấn Moto, hoặc anh em nào đăng ký kênh Tuấn Moto nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, bấm chung để theo dõi nhiều video. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm like hoặc chia sẻ lên Facebook giùm em để nhiều người còn xem nha. Rất là nhiều người cần mua mấy dòng xe này nhưng mà không có biết mua ở đâu hết, nên anh em chia sẻ lên Facebook giùm em để nhiều người cùng xem ha, để nhiều người cùng chơi. Anh em thấy không, mẫu xe kiểu xe rất là đẹp luôn, dáng xe rất là đẹp, tư thế ngồi nó rất là thoải mái nha, nó không có cao nha, tư thế ngồi rất là thoải mái ha. Này, hệ thống kích nước của nó, dây nước của nó này, con này là đầu lồng hơi, hơi 150 thì nó có đầu lồng hơi luôn, 150 thì cái máy dung, máy dung chứ không phải máy tròn giống như 125 hoặc 170. 170 thì máy nó lớn hơn, nhưng bori lúc trăm, còn 150 thì bori nó ở ngoài, nhưng mà đầu là 150 thì kích nước nên nó làm đầu lồng dung đó. Anh em mấy dòng xe này anh em sửa chữa rất là dễ nha, đồ đạc nội thất của nó sửa chữa rất là dễ, không có gì khó hết đó. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì ghé lên địa chỉ ha, là chợ Tân Thành ngay dưới chân Thuận Kiều, để anh em mua đồ, nếu có trục trặc đồ gì, hư đồ gì thì anh em ghé lên đó mua, rất là nhiều luôn đó, đồ đạc xe này ha, đồ đạc xe này bán rất là thông dụng nha, rất là dễ. Nhưng giống như nhông sinh đĩa này nè, có nhiều loại lắm, một loại 400 mấy ngàn, một loại 800 mấy, một loại 1 triệu mấy cũng có nữa.
Rất là nhiều đồ cho anh em lựa chọn, anh em mua luôn. Đó, như cặp bô này là triệu mấy á, là hai cây á. Đó, rất là ok cho anh em mua, nắp cốp nắp đồ cái gì cũng có hết, rất là ok, rất là dễ. Nên nhiều anh em ở tỉnh cứ lên mua xe cứ sợ không có đồ phụ tùng tay, thế nó rất là dễ luôn. Giả sử như anh em mua thì mua xe bên em đúng không, thì có gì em sẽ chỉ đồ chỗ cho anh em mua, em mua phụ tùng nè. Xe 150 cái đệ chân nó lớn, anh em đệ chân rất là khỏe luôn ha. Đệ chân rất là khỏe, anh em có đi xa thì đệ chân rất là tốt ha. Anh em nào hay thường xuyên theo dõi bên kênh Tuấn Mô Tô thì anh em bấm like giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chỉ có bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau, em sẽ đưa tiếp một chiếc Rebel 150 giống vậy luôn, xe màu đen cho anh em xem, cho anh em tham khảo. Nếu như anh em cần thì cứ ghé tới địa chỉ cửa hàng 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp luôn ha. Bên em bán xe rất là nhiều luôn, anh em nào có ghé mua mô tô thì ghé ủng hộ nha. Em quay rất là cặn kẽ cho anh em xem luôn. Lá địa trước nhìn rất là đẹp ha. Nước sơn rất là bóng luôn, rất là sáng luôn. Mấy dòng xe này ngồi thì nó rất là thoải mái luôn ha. Ngồi rất là thoải mái em ngồi xem, rất là thoải mái. Hộp số nó là 5 số nha, hộp số nó 5 số, số 1 trước, anh em dậm phía trước là số 1 nha, anh em móc lên là số 2, móc lên nữa là số 3, móc lên nữa là số 4, rồi anh em muốn về số thì anh em dậm tới phía trước nha, là về số. Rất là khỏe, anh em ngồi nè, rất là thoải mái luôn, không có mỏi lưng hoặc là không có gì gọi là khó khăn hết, nó rất là dễ nha. Máy con này thì nổ cực kỳ dữ luôn, em đề nổ máy cho anh em ngay. Máy con này nổ cực kỳ ghê, dữ dằn, rất là lực đó. Anh em để ý nha, rất là lực.
là mạnh luôn ha. Garanti cũng rất là nhuyễn nha. Em thấy xe này rất là đẹp á, nên em nào mua 150 thì liên lạc cho em để chốt giá con này, vì con này rất là đẹp luôn. Con này cực kỳ đẹp. Garanti nổ rất là nhuyễn nha, hệ thống nổ rất là nhuyễn nha. Đang còn nổ máy luôn á. Mấy dòng này thì nó rất là nhẹ nổ ha. Nên anh em nào ấy thì chốt con này đi, con này em thấy rất là đẹp ha. Rồi em xin ngừng video này nha. Hẹn bên em video sau. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video nha. Giá con này là 41.500 thì bên 150. Anh em mua thì liên lạc số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Để anh em xem xe luôn.